chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bíp Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món ăn nữa nha. Hôm nay là mình sẽ làm món chè bắp viên ỉ nha. Ở đây mình có hai trái bắp nè. Ở đây mình có bột này là bột năng với lại bột nếp ha. Nó bột năng thì nó làm cho giòn, bột nếp thì dẻo ha cô chú anh chị. Ở đây mình có tí xíu mè ha, tí xíu mè đen, đậu phộng nữa. Đậu phộng mình một hồi mình rang. Rồi ở đây mình có đường vàng. Thì mình ở đây mình nấu đường vàng, đường trắng gì cũng được ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái trái bắp này ra ha. Mình cắt ra mình xay. Mình cắt ra mình sẽ xay sinh tố. Thì ở đây bắp này á, là mình cắt ra. Nó cắt nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì cái trọng lượng nó khoảng tầm 200g bắp ha cô chú anh chị. Rồi đó, mình cắt nhỏ nhỏ ra như vậy nè. Rồi bây giờ á, mình cũng cắt bắp xong rồi nè. Bắt đầu mình cho vào cối mình xay sinh tố ha. Mình cho hết vào cối luôn. Mình cho bắp vào cối xong, sau đó là mình cho nửa muỗng cà phê muối ha. Rồi sau đó là mình cho 2 muỗng ăn cơm á, đường luôn nha. Rồi mình cho khoảng tầm 50ml nước lọc ha. Rồi sau đó để mình xay ha. Sau một hồi thì mình xay cái phần bắp cũng xong. Mình sẽ cho cái phần bắp vào chảo ha. Mình cho hết vào chảo nè. Rồi sau đó là mình sẽ bắt lên bếp mình sên ha. Thì mình sên cái phần bắp này một hơi á, là mình cho khoảng tầm 2 muỗng dầu ăn ha. Rồi sau đó là mình trộn đều lên nè. Mình cho dầu ăn vô để một hồi mình nhồi cái phần bột á. Cái viên chè của mình á, nó có cái độ bóng ngon ha. Nó mình không có cần làm khô quá đâu. Mình để sền sệt như vậy là được rồi. Đó, như vậy là mình sẽ tắt bếp và sau đó là mình cho ra cái thau ha. Để mà mình nhồi bột luôn. Thì trong thời gian mình nhồi bột thì mình nhồi cái phần bắp này á, nó còn cái độ ấm ấm mình nhồi bột ha. Rồi bây giờ mình cho 150g cái phần bột nếp ha. Mình cho 150g bột nếp và sau đó mình cho 50g cái phần bột năng nha. Còn nếu cô chú anh chị mình á, không có sử dụng bột năng thì mình xài bột nếp không cũng được ha. Bột nếp thì nó có cái độ dẻo, bột năng thì nó có giòn ha. Rồi sau đó là mình trộn đều lên như vậy nè. Đó, mình trộn cho nó tơi ra như vậy. Sau đó là mình đeo bao tay ha. Hoặc là mình rửa tay sạch rồi mình nhồi ha. Mình không có cần chế nước nữa đâu nha cô chú anh chị. Thì mình nhồi cái phần bột này trong cái lúc mà bắp nó đang nóng luôn. Thì mình nhồi nó rất là dễ ha. Sau một hồi thì đây cái phần nhồi bột của mình cũng xong. Bắt đầu mình sẽ dò cái phần viên ỉ ha. Nó mình làm cái những viên nhỏ nhỏ như vậy ha. Mình làm sẵn luôn. Một hồi mình bắt nước sôi là mình chứ nấu thôi. Rồi như vậy là cái phần viên ỉ của mình cũng dò xong rồi nè. Wow, rất là đẹp mắt luôn ha cô chú anh chị. Rồi
Bây giờ bắt đầu mình vào bếp ha. Mình sẽ rang trước cái phần mè ha. Mình rang sơ cái phần mè và sau đó là mình rang luôn cái phần đậu phộng ha. Mè của mình cũng rang xong, sau đó mình rang đậu phộng nè. Thì mình rang đậu phộng mình cho tí xíu muối vô ha. Sau một hồi đậu phộng mình cũng xong, bắt đầu mình nấu chè ha. Mình bắt cái nồi lên nè, sau đó là mình cho 300ml nước lọc ha. Vô mình nấu cho nó sôi lên nè. Sôi lên sau đó là mình để tí xíu muối vô ha, chưa tới nửa muỗng cà phê ha. Rồi sau đó là mình cho hết những cái viên ỉ mà mình dò hồi nãy á, mình cho vô luôn ha cô chú anh chị. Nhớ là mình sơ nhẹ nhẹ ha, tự vì vô cái phần nước thì viên ỉ của mình nó mềm á. Mình để cho nó sôi lên và mình lấy cái đũa á, mình sơ nhẹ ha. Mình sơ lên như vậy nè. Rồi để cho những cái viên ỉ á nó sẽ nổi lên. Nếu mà nó nổi lên á rồi mình cho cái phần đường vô luôn ha. Rồi mình cho luôn cái phần đường ha. Mình sẽ quậy lên cho nó sôi bùm lên và nó tan cái phần đường ha. Rồi nó sôi bùm lên thì nó có những cái bọt đó, mình sẽ vớt hết cái phần bọt này ha. Mình vớt xong phần bọt thì sau đó mình cho thêm 300ml nước cốt dừa ha. Rồi trong thời gian mình cho nước cốt dừa vô á, mình chờ cho nó sôi bùng lên và mình sẽ quậy thêm một cái muỗng bột năng ha. Mình quậy ra cái phần nước một muỗng bột năng để mình cho vào trong cái phần nước chè của mình á, cho nó có cái độ sệt của nước cốt lại ha. Rồi mình đã quậy cái phần bột năng nè, sau đó mình cho vô luôn. Thì trong thời gian mình cho vô như vậy á, là mình nhớ là mình quậy đều tay ha. Chứ nếu mà mình không quậy á, thì nó sẽ không có đều và nó quấn cục thì cái chè của mình nó không được ngon ha. Thì sau một hồi thì cái chè của mình cũng xong rồi nè. Chè ỉ viên bắp nè, rất là ngon ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ múc ra chén ha. Mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức. Mình không có cho ống vani ha, tự vì mình muốn để cho cái mùi vị của bắp á, nguyên thủy của bắp nó rất là ngon ha cô chú anh chị. Mình múc xong chén chè, sau đó mình cho cái phần mè lên nè. Thì mình cho luôn cái phần đậu phộng luôn. Đậu phộng á, nếu mà cô chú anh chị mình cà ra thì cà, còn không mình để nửa hạt vậy cũng rất là ngon ha cô chú anh chị. Rồi sau một hồi thì cái phần chè của mình cũng xong nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn ha cô chú anh chị ơi, coi nè. Đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Đó, nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức cái món chè bắp viên ỉ với lại bíp Linh Nguyễn ha. Rất là ngon luôn nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ dùng thử nè, xem coi là cái mùi vị của nó như thế nào ha cô chú anh chị. Đây, viên chè nè, rất là ngon luôn ha. Wow, chè bắp nó rất là thơm mà nó dẻo nữa cô chú anh chị. Đậu phộng nó rất là giòn luôn, hòa quyện vào nước cốt thì cái độ ngọt nó cũng vừa phải ha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng với lại bếp Linh Nguyễn vào bếp làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nha.
Rồi thôi, mình kết thúc clip tại đây. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.